Chào tất cả các em học sinh thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, cô trò ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài thơ Hoa Bìm. Đây là một bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu khi viết về làng quê xứ sở. Chúng ta bắt đầu nhé. Các em biết không? Có những cánh hoa đồng nội đẹp giản dị, mộc mạc. Đôi khi, những hình ảnh hoa dại ít ai để ý đến lại trở thành một nét đẹp hơi thở của trái đất vạn nguyên này. Đây là bông hoa dã quỳ nè các em. Loài hoa tượng trưng cho sự kiêu hãnh, không chịu khuất phục. Hoa bồ công anh, thiên thần bay trong gió. Hoa râm bụt, thắp đỏ những hàng rào quê. Yên bình mọc trên hàng rào bờ dậu, hoa bìm vẫn lặng lẽ tỏa sắc, gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao đứa trẻ sinh ra từ thôn quê và đi vào thơ ca qua tác phẩm Hoa Bìm của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Cả một khung trời tuổi thơ với biết bao hoài niệm đã mở ra, gợi thương, gợi nhớ. Cần đọc như thế nào cho đúng, cho hay? Các em chú ý đọc rõ ràng, diễn cảm với tốc độ vừa phải, ngắt nghỉ đúng chỗ và nhớ chú ý đến các từ ngữ khó trong bài thơ nhé. Hoa bìm, rung rinh bờ dậu hoa bìm, màu hoa tím tím, tôi tìm tuổi thơ. Có con chuồng ớt lơ ngơ, bay lên bắt nắng, đậu hờ nhành gai. Có cây hồng, trĩu cành sai, trưa yên ngã rụng, một vài tiếng chim. Có con mắt lá lim nhim, cánh nhiều ai thả, nổi chìm trên mây. Bến quê nước đục, sông gầy, có con thuyền giấy chở đầy mộng mơ. Cánh bèo con nhện răng tơ, cào cào tránh nắng, đậu nhờ tàn sen. Có ri ri tiếng dế mèn, có bầy đom đóm thắp đèn đêm thâu. Có con cuốc ở bờ lâu, kêu dài ngày hạn kêu nhầu ngày mưa. Hoa bìm tím tím đông đưa, 10 năm chốn cũ em chưa hẹn về. Nguyễn Đức Mậu, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 2007. Các em sẽ trao đổi cùng nhau các câu hỏi trong phần hướng dẫn đọc ở sách giáo khoa trang 70. Đôi nét về tác giả bài thơ. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948, ông quê ở Nam Định, là một nhà thơ, nhà văn quân đội. Chúng ta sẽ khám phá kiến thức về bài thơ qua câu hỏi đầu tiên. Các em hãy chỉ ra những đặc điểm của thể thơ lục bát trong bài thơ trên. Sau khi đọc bài thơ, các em có nhận xét gì về nhịp trong bài thơ lục bát? À, mình có thể thấy rằng là câu lục có thể có nhịp 2-2-2 hoặc là nhịp 3-3. Rung rinh bờ dậu hoa bìm, có cây hồng trĩu cành sai. Còn câu bát thì thường là nhịp 4-4 nha các em. Màu hoa tím tím, tôi tìm tuổi thơ. Cánh diều ai thả, nổi chìm trên mây. Vâng, trong thơ lục bát thì được gieo như thế nào? Cụ thể trong bài thơ này, các em thấy đó, tiếng thứ 6 của câu lục sẽ vần với tiếng thứ 6 của câu bát tiếp theo. Các tiếng bìm, tìm, ngơ, hờ, sai, vài, diêm, chim, gầy, đầy, tơ, nhờ là những tiếng vần với nhau. Tiếp theo, tiếng thứ 8 của câu bát
sẽ vần với tiếng thứ sáu của câu lục tiếp theo. Trong bài thơ này các em thấy đó là thơ, ngơ, gai, sai, kim, diêm, mây, gầy và cứ như thế cho đến hết bài thơ các em nhé. Còn về thanh điệu thì sao? Các em thân mến, các tiếng 2, 4, 6, 8 đều tuân thủ theo quy định của luật thơ lục bát, đó là tiếng thứ 2 là thanh bằng, tiếng thứ 4 sẽ là thanh trắc, thì tiếng thứ 6 và tiếng thứ 8 đều là thanh bằng hết. Tìm hiểu câu hỏi số 2 để cảm nhận tình cảm của tác giả đối với quê hương được thể hiện qua bài thơ Hoa Bìm. Tác giả đã thể hiện tình cảm với nơi chôn nhau cát rốn của mình khi gợi nhắc những kỷ niệm tuổi thơ với những hình ảnh giản dị và thân thương. Qua đó, nhà thơ bộc lộ nỗi nhớ da diết về quê nhà và mong ước thiết tha được trở về. Các em có thể chỉ ra ít nhất là một nét độc đáo của bài thơ được thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh hoặc biện pháp tu từ. Có thể là bài thơ được sáng tác theo thể thơ lục bát quen thuộc của dân tộc với ngôn ngữ bình dị, mộc mạc và gần gũi. Vận dụng điệp từ kết hợp với phép liệt kê gợi nhắc những hình ảnh kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Qua đó, nhà thơ khắc họa một thời tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp, bình yên và gần gũi với thiên nhiên của mình. Các em à, để củng cố kiến thức về thể thơ lục bát thì các em có thể đọc bài thơ Hoa Bìm của nhà thơ Trần Nhương và các em chỉ ra những đặc điểm của thể thơ lục bát thể hiện trong bài thơ này nhé. Bài thơ Hoa Bìm của thi sĩ Trần Nhương. Và các em cố gắng sưu tầm một vài bài thơ lục bát về tình yêu quê hương đất nước nhé. Các em sẽ chép những nội dung sau đây vào trong vở bài học của mình. Từ trang này. Và cả trang này nữa nhé. Để củng cố kiến thức thì các em nhớ hoàn thiện bài tập vào trong vở bài tập của mình. Và để tiết học sau có thể học tốt thì các em nghiên cứu trước bài viết làm một bài thơ lục bát. Cô chân thành cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Chúc các em học tốt nhé.